ngay khi mục tiêu xuất hiện trên bầu trời. Từ sở chỉ huy, mệnh lệnh phát ra. Theo lệnh của đại đội trưởng, các khẩu đội nhanh chóng sục sạo, bắt, bám sát mục tiêu. Chọn đúng thời cơ, đại đội trưởng hạ lệnh bắn. Lập tức, các khẩu pháo 57 ly, 37 ly đồng loạt khai hỏa. Mục tiêu trúng đạn rơi xuống. Đây là kết quả từ sự nỗ lực rèn luyện suốt 4 năm qua của các học viên phòng không không quân. Tôi đã chủ động nghiên cứu, nắm chắc những kiến thức đã học, vận dụng vào trong quá trình diễn tập, bảo đảm đúng phương châm của cuộc diễn tập, cơ bản, đủ nội dung, đúng trình tự, rõ ràng, rành mạch các bước, luôn cố gắng phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực luyện tập, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của cuộc diễn tập lần này và quyết tâm bắn hạ mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu. Trong thực hành chiến đấu, các pháo thủ đã chấp hành nghiêm, đúng thứ tự, nội dung, động tác cơ bản thuần thục, hiệp đồng chặt chẽ từng yếu lĩnh động tác. 100% số phân đội đều vượt chỉ tiêu về thời gian trong lấy góc hướng đường bay và quyết định thời cơ bắn cơ bản chính xác. Nhờ xác định rõ quyết tâm, quá trình tổ chức bắn đạn thật, các đồng chí cán bộ chỉ huy phân đội đều có tác phong chỉ huy chững chạc, khẩu lệnh động tác to, rõ, dứt khoát. Khi về cấp 1, các kíp chiến đấu đã tổ chức sục sạo, kịp thời phát hiện, giành thế chủ động và chấp thời cơ để diệt mục tiêu. Trong cái điều kiện mà khắc nghiệt, trời nắng, nhưng mà phải nói cái sự quyết tâm của bộ đội rất cao, cùng nhau hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ diễn tập. Và đây cũng là một cái bài học để gắn nhà trường với đơn vị để thực hiện cái phương châm chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Đây có thể nói là một bài học sinh động cho học viên sau này ra trường để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chiến đấu được giao. Ban chỉ đạo diễn tập đã ứng dụng công nghệ thông tin, truyền hình trực tuyến, các điểm cầu, khung tập bài. Trong đó, yêu cầu từng bộ phận thực hiện chặt chẽ, đúng thứ tự các bước, tổ chức luyện tập chu đáo, chú trọng những vấn đề cụ thể như thông báo, báo động, bắt và bám sát mục tiêu, hiệp đồng chiến đấu. Kế hoạch điều hành diễn tập, các tình huống diễn tập được xây dựng một cách khoa học hơn, phù hợp hơn và sát với thực tế huấn luyện diễn tập của các lực lượng phòng không. Đồng thời nó cũng phù hợp hơn với yêu cầu tác chiến trong điều kiện hiện nay. Các vấn đề huấn luyện trong từng giai đoạn huấn luyện được xác định nội dung, các yêu cầu cụ thể đáp ứng theo cái khả năng tổng hợp kiến thức trong quá trình đào tạo toàn khóa của học viên. Kinh nghiệm và bài học có được từ đợt diễn tập này sẽ góp phần quan trọng để Học viện Phòng không Không quân tiếp tục đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, nâng cao toàn diện chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.